Hello mọi người, rất chào mừng mọi người đến với kênh Quỷ Hồng Bình. Đã lâu lắm mà giờ mình mới quay lại cái ao này đi câu linh khủng đây. Hy vọng là hôm nay thì có nhiều em khủng cho mọi người cùng xem. Đấy, cái ao mà cái mương mà hôm nọ mình nói địa hoang nha anh em này. Okay, hôm nay mình sẽ quay lại đây. Hôm nay tranh thủ đi hai anh em đi, vọng hôm nay sẽ có rất nhiều linh khủng cho mọi người. Và hôm nay mình cùng tết cái lưỡi mới luôn anh em ạ. Lưỡi này là mình mới làm từ hôm chủ nhật này. Hai lưỡi mới, hai lưỡi cận trọng này là không gì nhỉ. Hai sẽ có hy vọng là sẽ có được lên em cụ này. Thấy chân hai anh em mình nhé. Ảnh đó ấy. Nên được chứ được 2 con tay, 1.5 tay. Kệ các em đông mùa lưỡi to thế mà cũng mắc. Có anh em nào bắt ong không? Cái này ai dám bắt nhỉ? Mình quay vô đẹp thì ta vui thì thôi. Ugh.
Thôi ăn. Ăn này nha bà. Ui nặng. Lên hàng đây. Thử cái lượng mới xem nào. Uầy. Tổ vãi trường. Uà tổ. Anh em ơi, thì như con tê tê hàng này. Hàng này lưỡi mới này, vẽ lớn này, một cụ đây, một cụ non này, bụng quá nha. Hay, quay vào đây, sướng rồi. Này, wow, lớn này, wow, sướng, yes, ngồi nặng lắm, không ngồi tư thế khó này, sẽ cắt xong về mình để sau anh em nhé. Sướng quá hàng này. Đỡ luôn, mình nắm chặt quá, đỡ. Wow, hàng mà lạ luôn. Wow. Lạ. Wow, nặng quá nó mơ. Đấy. Đặt chục này. Wow, sướng sướng. Wow, chịu mùa hè này mà kiếm được em như này thì thế rồi. Wow, mờ anh em nhỉ. Mờ mưa này. Nặng quá nên là hơi khổ nhìn. Đây, cái trạm mình ngồi ở góc kia. Đang hôm nọ ở cái tiện này, nhưng mà bên này đối diện bên này. Đây, wow, xịp xịp nó đi hai hướng này. Wow, xịp. Rồi tiếp tục anh em ơi, vài một giờ, khoảng một giờ rồi anh em ạ, đi hết cái bờ mương này, nhưng bao nhiêu là hàng nhưng không ăn, mệt. Ôi là được con này tỉnh táo hết người. Tiếp tục anh em ơi, này có cái bờ đây, xem mình đi dọc 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 này. Wow, đi này, đi dọc này, mình ăn không? Để ăn trên này, đi con ăn con này. Đấy, to nhá, nhìn hơi khô. Mình sẽ câu hàng này, nếu mà không ăn mình sẽ câu hàng dưới. Một cũng là hai ha. Hơi khô. Vẫn có nước. Hơi khô nhá. Mình sẽ cầm cái con này. Thằng nào cho khổ, bỏ khổ thì mình không có. Mình lúc nào thì khổ là sau này bắt lươn là nó khổ. À, nó dỡ cái vật điện đấy. Mịt, ăn ăn thôi kiểu mịt, nhỡ mất tiếc. À, nó ăn hết địa khác nó ăn, chứ không ạ.
Ăn vô để sậy thì tiếp. Ôi sâu thế. Vừa nãy được con to quá. Còn thế vậy. Nấp lại. Có lại câu hang này đi, anh vứt câu ra cho lại câu đi, đây này anh vứt qua cho Đạt ơi. Mình câu hang như thế này tí nhá. Đi qua bên bên bờ mương đi, anh vứt qua cho. Đi qua bên bờ mương này, anh vứt qua cho. Ở đây vứt làm sao được. Đi qua bên bờ mương, anh vứt qua cho. Qua câu cái hang hôm nọ còn kích điện này. Không để tố ấy. Được một con, thêm một con nữa. Ồ. Quần này đã. Ngược to này, câu hàng trên đấy. Ngược nó vừa lên đây này. Được. Là có cái hang này, này đợi đợi thì để mình móc dưới này câu tiếp hang này nhá. Ui, thằng này là ba hang luôn nha mẹ, mình lấy được cơ, sự thật anh em phụ không nhìn được đâu, phụ lắm, 50 gì. Kiểu này biết nó nằm hướng nào đây này, ăn ôi từ 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 hàng sâu lắm, gì nước cơ, đi xem nào, đi thế nào. Nó thô cái đầu. Nhìn thẳng cái mây ra. Không phải làm trò đâu anh em nha, muốn cho chuẩn đấy. Sương nó đi ngược hướng này. Đó. À đúng rồi, cái mây này. Không biết khổ hướng quá. Đây này, nó ăn phía trên này này. Thì mình sợ đây này. Biết đường nào đi. Khổ đây rồi.
Ui, sập vào hôm hàm anh em ơi. Ui, quá con to lắm. Đã đây, từ từ. Từ đã đây. Đừng đấy, đừng đấy. Ui, con to lắm. To cung luôn. Phê phê phê. Đừng đấy, đừng. Ở đây có heo đuôi đấy. Từ từ đã. Còn được không? Còn. Còn miếng á. Đây. Quay to lắm. Nó nằm hướng nào này? Ở ngoài nhưng mà ngoài là ngang. Thì mình biết ngay là con to mà. Ui, mặc cụ. Ui, con to lắm. Đạt ơi. Ui, con to. Con to lắm anh em ơi. Ua, lưng này. Ua, khiếp chứ. Khiếp chứ. Ua, lưng. Lớn quá, ui mặt sâu mà, quá là lớn này, ui thì biết ngay là con to mà, sao giận cái gì đây trời, yes, con này hai em đúng, sợ thật. Ui, đều mất thời gian lắm anh em ạ. Con này mất mười mấy phút đấy. Xem thế mới sướng. Câu này đã rồi. Lớn này. Tại sao ông làm kiểu ảnh nhờ? Ấy. Này. Wow. Dài. Hả? Dài. Sướng quá anh em ạ. Phê. Wow, mình biết ngay nó ăn mà. Wow. Điều quan trọng là hướng lung tung. Đấy. Ngày qua câu không sao. Phê phê. Uầy, nó kéo sướng thật. Xuận như tít thò lò mây. Wow, ngon ngon. Hôm nay này, cái lưỡi mới này thành công rồi. Từ hai em khủng bố rồi. Sướng thật. Qua đường cuối mương thì được thôi em. Quay, cho tay vào kiểm tra cái hang xem. Wow, khiếp là hang. Đấy, là cái gì đấy mà. Phê quá anh em ạ. Nãy bảo sao không nghiện. Thôi đi cho đạt nhờ. Trong món ăn này lấp lại thì phải nước to để nó gọn, nó mới nhá. Khỏi bỏ hàng. Lên hết em khu gọi không ăn đưa bao nhiêu cải ngoài này, bao nhiêu cải này đây này. Đấy. Đây này. Thôi mang ra đi đây. Wow, giờ mới về đến nhà đây anh em này, nóng quá. Tiếp luôn. À, bây giờ mình cũng gọi là bây giờ mình cũng không
đoán này anh em nhá. Mình thử xem mấy tập xem có xem cái lượt xem thế nào chứ bây giờ cứ đoán này cảm giác nó thì thế nào ấy. Hôm nay chỉ được 3 con thôi anh em ạ. Khiếp rồi, lượng to. Không có vãi trưởng. Khiếp. Con đến này. Đến hôm sau to bằng một vòng. Không bay được nặng bằng một vòng. Đúng rồi. Khiếp cho anh em. Wow, gì con người. Ông cụ sợ thật, còn cái con này cái đầu thì nổ thì thôi rồi. Trời to như như cổ tay anh em ạ. Sợ thật đơn. Lớn được mà thắng sớm có nề. Khổ khiếp con này ôi. Như trên ấy. Không ăn thua gì. Sợ chứ. Hỏi cân này. Thôi bây giờ mình sẽ cân cho anh em xem kết quả thôi. Bây giờ mình không đoán. Mình xem một lượt xem mình nào nó giảm xuống hay sao. Nói chung để thử mấy hôm xem thế nào á. Anh em có gì comment ở dưới giúp tôi nhé. Mình xem cân được bao nhiêu thôi. Hôm nay đi khoe kết quả với mọi người thôi. Có 2 con mà đến 1 cân 4 rồi này anh em này. Cân 4 ấy. À không, 3 con. Có con nhỏ nhỏ kia. Cân 4 ấy. Đấy chưa? À thử cân con to coi đặt. Điều nào mất thời gian kìa nhé. Khiếp thật. Con vàng hay con đen? Con vàng. Khiếp lần lượt. Mấy con này sống chắc lâu lắm rồi. Ui con đen này to lắm ấy. Sợ. Có vãi trưởng. Sậu lạng. Sậu lạng dương nhá. Có sậu lạng dương thôi. Thì con đen nhá. Sậu 2, 12, 12. Con tư thì 12, 12. Con kia 2 lạng làm sao được. Con này phải sậu lạng cũng căng tâm đấy. Ngày mà làm được 10 con như này thì sửa quá anh em nhỉ. Nhưng mà không đủ sức đi đâu anh em ạ. Con này cũng thế. Con này cũng thế, sậu lạng dương. Đồng nhau. Sậu lạng dương, rồi là sậu lạng dương là cho đi 1 cân 3. Gần cân 3. Thì con này hơn 1 lạng. 1 lạng, hơn 1 lạng. Thôi bây giờ mình cùng xin phép anh em đây. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người các video sau. Nếu thấy hay giờ đăng ký ủng hộ kênh mọi người nhá. Ôi, lươn này. Khiếp, hôm nay test 2 cái lưỡi. 2 cái lưỡi này này. Ôi, kéo tự tin lắm anh em ạ. Tạo tác nó dễ dàng. Đây, thẻ phong thủy nhá. Bây giờ mình chỉ dùng loại này thôi. 2 cái lưỡi kia thì chắc là để vào kho. 2 cái lưỡi cũ của mình ấy. Từ lúc thành lập kênh đến giờ. Ok. Vai trưởng. Thôi, chào anh em nhá. Chúc anh em xem video vui vẻ.